Good morning, chào buổi sáng với tất cả mọi người. Bây giờ là một buổi sáng rất là đẹp. Tôi đang ở trong một khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh và chuẩn bị tham gia một cái chương trình về phát triển bản thân rất quan trọng. Đặc biệt là chương trình này dành riêng cho về tư duy tài chính, phát triển tài chính của thầy Sandy Jajaya. Thì buổi cà phê sáng hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với các bạn làm cách nào mà chúng ta có thể thành công và hạnh phúc, rồi thiết kế cho mình một cuộc sống ngoại hạng trên cuộc đời này. Tất cả mọi thứ đều rất đơn giản. Bởi vì vài hôm trước thì tôi có một cái phát hiện rất là quan trọng về con người chúng ta. Phát hiện cực kỳ quan trọng về con người chúng ta. Đó là gì? Như một bài tôi đã viết trên Facebook của mình rồi. Con người của chúng ta cũng là một dạng vật chất. Con người của chúng ta toàn bộ là vật chất. Nào, các bạn thấy này, móng tay của chúng ta này, tóc của chúng ta này, rồi mắt này, lông mày này, rồi xương này, răng rồi. Tất cả mọi thứ, nó đều là vật chất. Và thì, vậy thì con người chúng ta là triệu triệu tỷ tỷ những vật chất hợp thành với nhau để tạo thành chúng ta. Vậy thì nghiên cứu khoa học người ta chỉ ra tiếp tục này. Vậy thì dưới vật chất, dưới cái cấu thành của vật chất nó là cái gì? Thì dưới cái cấu thành vật chất là kính hiển vi họ phóng lên hàng triệu 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 lần nữa. Thì dưới vật chất là nguyên tử, là các nguyên tử. Rồi người ta lại tiếp tục là kích hoạt lên một triệu lần nữa. Vậy thì dưới nguyên tử là gì? Người ta lại phát hiện ra là dưới nguyên tử nhỏ hơn cả nguyên tử nữa là hạt quắc. Rồi tiếp tục những cái công trình nghiên cứu người ta lại tiếp tục là vậy thì soi tiếp tục kích 1.000 lần lên nữa. 1.000 lần. Thì dưới hạt quắc là gì? Thì cuối cùng là gì? Là sóng và năng lượng. Thế thôi. Con người của chúng ta truy cho tận cùng tận những cái hạt nhân để tạo nên con người chúng ta là sóng và năng lượng. Vậy thì sóng, những công trình nghiên cứu cũng đã được gì nghiên cứu chứng minh là sóng cũng là vật chất. Vậy định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng là gì? Vật chất thì không tự nhiên sinh ra và mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Vì thế mới có những cái chuyện siêu nhiên như là luật hấp dẫn, rồi những cái luật vô hình khác, luật nhân quả, rồi rất nhiều luật vô hình khác, luật tương đồng, luật trong ngoài. Rồi chào các bạn, chúc các bạn một ngày tuyệt vời. Các bạn hãy tập trung nghe cái cùng tôi nghe cái nội dung trong buổi sáng hôm nay, tin là nó rất là thú vị với chúng ta. Chúng ta tìm hiểu về con người và cái cách thức làm thế nào để chúng ta có thể tạo cuộc đời thành công và hạnh phúc và ngoại hạnh. Rồi tiếp tục ta đến đâu rồi? Ta đến đâu là sóng là vật chất. Vậy nên chúng ta suy cho cùng chúng ta chỉ là vật chất và năng lượng. Vì vậy rất nhiều cái nguyên lý và rất nhiều cái công trình người ta nói rằng vậy thì sóng của chúng ta, năng lượng của chúng ta nó đầy trên vũ trụ này, nó công khai trong vũ trụ này. Và chúng ta là sóng, chúng ta là năng lượng. Vậy thì bây giờ cái năng lượng của chúng ta, cái con người chúng ta đang ở điều kiện nào, đang ở hoàn cảnh nào? Nó có giàu có, nó thịnh vượng hay không? Hay là nó đang bị loay hoay, đang bị bế tắc, đang bị buồn chán? Chúng ta chỉ là sóng thôi. Vậy thì chúng ta chọn cái sóng nào vậy? Chúng ta chọn cái sóng thành công, sóng hạnh phúc, sóng viên mãn, sóng xuất chúng, hay là cái sóng loay hoay, bế tắc, cái sóng giành giật với nhau? Chúng ta đều là sóng mà. Nếu cái sóng này mà giành giật cái sóng kia thì cái sóng kia nó sẽ bị giành giật về phía này. Rồi, chào bạn Thu Minh đang cần năng lượng cho bản thân. Giống như bạn Thu Minh, bạn này, như tất cả chúng ta này, ai trong chúng ta cũng ước muốn, ai chúng ta cũng muốn cần một cái năng lượng. Nhưng mà nó là công khai trong vũ trụ này cơ mà. Nó là ở xung quanh chúng ta mà. Nhưng mà để hút được những cái sóng chúng ta cần, chúng ta phải mạnh, chúng ta phải như cái cục nam châm ấy, thì chúng ta mới hút được sắt xung quanh. Những cái vật nào nhỏ ở xung quanh nó hút hết. Nó giống như các nhà huấn luyện, các diễn giả nổi tiếng trên thế giới ấy. Những cái cuộc mà họ bắt đầu huấn luyện ấy, thì họ bắt đầu hút hết tất cả mọi người đến. Thì đấy là sóng của họ.
cái sóng họ đã đặt một cái tầm cao, cái sóng của họ là cái sóng rất là giá trị mà nhiều người muốn cái sóng đấy nên bị hút đến đó. Vậy cuộc đời này thì làm thế nào để chúng ta có thể hạnh phúc, để có thể thành công? Như nói ở phần đầu, chúng ta là triệu triệu tỷ tỷ những tế bào. Và những tế bào này, những tế bào này nó ở đâu thì nó bị nhiễm cái năng lượng, cái tần số rung nó ở đó. Và cái tần số, cái năng lượng ở đó thấp thì cái năng lượng, những cái triệu triệu tỷ tỷ tế bào của chúng ta này, nó sẽ thấp. Nó sẽ thấp. Vậy thì nếu bị thấp thì đương nhiên rồi nó sẽ phản ánh ra bên ngoài rất thấp. Và nếu là những cái năng lượng rất thấp như vậy thì sẽ không thành công, không hạnh phúc, không kiếm tiền được. Bởi vì cái năng lượng đấy không thể hút được ai cả. Không hút được ai cả và không thể gây ảnh hưởng đến với ai cả. Và chẳng ai muốn là hòa nhập cái sóng đấy hay hút cái sóng đấy vào mình. Cho nên mình phải biết tự biến đổi cái sóng của mình, cái nhịp rung của mình, cái tần xung sóng của mình để cho nó mạnh, để cho nó giá trị. Vậy thì các bạn thấy này, chúng ta đã nói với nhau từ đầu rằng chúng ta là sóng, là năng lượng. Vậy chúng ta muốn hút cái gì thì chúng ta phải làm mạnh lên cái đó. Vậy thì luật gì, luật hấp dẫn, người ta nói là gì, bên trong bạn mạnh cái gì thì sẽ bạn hút bên ngoài cái đó. Vậy thì mình sẽ kiểm tra rằng mình mạnh về cái gì, mình mạnh về cái gì để mình hút nào. Hay đơn giản như thực tiễn cuộc sống này thôi, bạn có thể nói chuyện với một người khác và có thể hấp dẫn được không? Đấy là một cái hút, gọi là hút trực quan thôi. Có hút được họ không? Nếu không hút được thì vì sao vậy? Vậy thì về mặt vô hình cũng vậy thôi. Cái năng lượng bên trong bạn có không? Có mạnh không? Thì bạn mới hút được người khác. Thì hút trực quan tức là hút bằng giao tiếp của bạn, hút bằng cái thái độ của bạn thể hiện với người khác, hút bằng những năng lực của bạn có thể trải ra để giải quyết vấn đề cho người khác, thì sẽ hút được người khác. Mà chúng ta thì chuyển đổi cái năng lượng, chuyển đổi cái tần sóng rung của mình bằng cái gì? Bằng học, bằng đọc tất cả những kiến thức siêu việt của cuộc sống này, bằng tham gia những khóa học tuyệt đỉnh để chúng ta đột phá bản thân mình, đột phá cái tư duy của mình, để chúng ta có thể nhận được những cái thông điệp, nhận được những công thức, những bí quyết, và chúng bộ não chúng ta bắt đầu tiếp được nhiều cái năng lượng, nhiều cái nhiên liệu, nhiều cái hiểu biết, và nó đột phá mạnh mẽ hơn nữa. Và như vậy, những cái đột phá mạnh mẽ vào trong mình rồi, nó ở trong mình rồi, thì khi gặp người khác họ không hiểu được vấn đề đó thì việc các bạn chỉ cần chia sẻ lại với họ như vậy thôi, để giúp họ gì, giúp họ giải quyết được vấn đề của họ, giúp họ khơi mở ra vấn đề gì đó, ví dụ như là giúp họ giải phóng cái stress trong lòng họ, giúp họ có thể gỡ ra một điều gì đó mà họ đang rối. Nhưng làm sao để bạn biết được điều đó? Bạn phải học, bạn phải đọc, bạn phải tham gia những cái khóa học gọi là đỉnh cao, mất tiền để học những khóa đó. Vì nhiều người khác không dám, nhưng bạn dám, nên bạn mới có những cái trí tuệ, những cái kiến thức hơn người. Rồi sau đó bạn mới hút được người khác. Thì đấy là những bí mật, những công thức, những bí quyết để thành công trong cuộc sống này. Và vì gì? Bạn học, bạn đọc nên bạn bỗng hiểu ra, bạn bỗng hiểu rằng mình ở đâu ra, vì sao mình có cái kết quả như hiện tại như thế này, tại sao nó lại như vậy, và người khác cũng như vậy. Thì bỗng nhiên là bạn hiểu mình, bạn hiểu người. Vì bạn học rất nhiều nên bạn bỗng hiểu gì? Hiểu các quy luật của cuộc sống này, những nguyên lý của cuộc sống này. Vì vậy bạn sẽ tuân thủ, bạn sẽ vận hành theo nguyên lý quy luật hơn là chống lại nó. Đến đây thì bạn sẽ nói là tôi có chống lại nó đâu. Đúng rồi, nếu bạn không chống lại thì bạn đã hạnh phúc và giàu có rồi. Bạn không biết rằng mình không biết, bạn đang chống lại toàn bộ. Chống lại vũ trụ này, chống lại những nguyên lý quy luật của cuộc sống này, và chống lại chính bạn. Bạn muốn thành công, bạn muốn hạnh phúc, nhưng bạn đang chống lại chính mình. Bởi vì để thành công và hạnh phúc thì bạn phải học, phải đọc, phải có trí tuệ. Nhưng bạn lại đang chống mình bằng cái cách là sợ hãi, và bạn từ chối tất cả những cái gì mà cuộc sống này đòi hỏi. Cuộc sống này đòi hỏi là gì? Bạn phải vượt qua các thách thức, bạn phải vượt qua những vấn đề thì bạn mới hiểu được vấn đề. Tức là gì? Bạn phải vào hang hùm thì mới hiểu hùm, bắt được hùm. Bạn không dám dấn thân vào đó thì làm sao bạn có thể có những cái trí tuệ đó, có những công thức đó, có những bí quyết đó và hiểu được những quy luật đó. Thì đấy là toàn bộ những công thức, những bí quyết để bạn thành công hạnh phúc. Hãy lưu ý điều cuối cùng thế này thôi các bạn. Cơ thể chúng ta, con người chúng ta là triệu triệu tỷ tỷ những tế bào hợp thành. Và dưới tế bào là nguyên tử, dưới nguyên tử nữa là hạt quắc, và dưới hạt quắc nữa là sóng và năng lượng.
Vậy thì sóng và năng lượng trong vũ trụ này công khai. Công khai. Vậy thì làm sao bạn hút được cái tần sóng giàu có? Bạn hút được cái tần sóng trí tuệ thì bạn phải nâng mình lên. Bạn nâng mình mạnh bao nhiêu thì bạn sẽ gì? Bạn sẽ hút được những cái trí tuệ đấy bấy nhiêu. Bởi vì hàng triệu triệu tỷ tỷ năm trước đây, loài người đã hút được những cái sóng và đã phát minh ra những trí tuệ vượt trội cả thời gian rồi. Và khi những con người như là Einstein, Edison, rồi là Carnegie, rồi tất cả những người thành công xuất chúng khác trên thế giới, khi họ có suy nghĩ, họ có tần sóng họ vào trong bộ não của họ, rồi khi họ chết đi thì những tần sóng đấy đi đâu? Nó lại ra vũ trụ này. Nó lại ra vũ trụ này mà nó lại mênh mang này. Và bạn muốn hút được cái tần sóng xuất chúng đó không? Bạn phải mạnh lên. Rồi, bạn Michael Phạm. Rồi, tôi nghĩ rằng là bạn, nếu mà bạn đã có 88 tỷ thì bạn đã biết làm gì rồi. Bạn không cần phải lên đây để chúng ta cùng trao đổi với nhau điều này nữa. Rồi. Bởi vì ở ngoài kia 88 tỷ làm được rất nhiều việc. Làm được rất nhiều việc. Bạn có thể xây dựng lên những cái trường học, những trung tâm huấn luyện con người, để bạn có thể mời những nhà huấn luyện, những diễn giả xuất chúng nhất, để giúp các thế hệ Việt Nam này khởi nghiệp không thất bại. Trang bị cho họ những kiến thức để khởi nghiệp không thất bại. Và như thế thì bạn càng giúp được người khác giải quyết được vấn đề của họ, bạn càng giàu. Đấy, 88 tỷ bạn lên làm cái việc đó. Và nếu thực sự bạn mong muốn điều đó, cái 88 tỷ của bạn vừa có giá trị, vừa có hiệu quả, thì bạn làm cái điều đó. Bởi vì những người thành công trên thế giới họ đều nói rằng là đầu tư vào bộ não này là đầu tư hiệu quả nhất. Thì bạn hãy đầu tư vào đó. Bởi vì người Việt Nam thì rất là khao khát học hỏi, để khao khát để thành công, để có một cuộc đời hạnh phúc. Và chưa thời điểm nào nó hoàn hảo như thời điểm này. Bởi vì mọi thứ nó đều sẵn sàng và dễ dàng. Rồi các bạn, bây giờ thì đến giờ tôi phải lên trên khóa học rồi. 9 giờ là bắt đầu rồi. Và bây giờ thì 9 giờ kém, gần kém 15 rồi. Cửa bắt đầu mở. Vậy thì tôi cứ suốt ngày tôi đi học và tôi lại đi huấn luyện để làm gì? Để tôi không ngừng bồi bổ, tôi không ngừng bồi đắp thêm cái năng lượng đỉnh cao của tôi. Để tiếp tục tôi lại gì? Chia sẻ với những học viên của tôi, những người bạn bên cạnh tôi, tất cả những ai quan tâm đến điều này và tất cả những ai gì mong muốn cuộc đời mình thành công và hạnh phúc. Tôi phải du nhập vào mình đủ tất cả những cái trí tuệ, những năng lượng, những công thức, những bí quyết như vậy, để có thể giải thích được, để có thể chia sẻ được bất kỳ điều gì mà những người nào ở bên tôi có thể giải thích được. Và các bạn, nếu như các bạn băn khoăn, bối rối, loay hoay về vấn đề gì đó, hãy comment message trực tiếp với tôi. Tôi cam kết với các bạn rằng khi đã trở thành một nhà huấn luyện NLP thì tôi có thể giải thích được mọi vấn đề đối với bạn, đối với cuộc đời của bạn, đối với công việc của bạn, đối với những cái stress của bạn, đối với cái tinh thần kiệt quệ của bạn. Bởi vì NLP, khoa học lập trình ngôn ngữ tư duy, là câu hỏi cho mọi thứ. Nào, bạn hãy mạnh dạn để comment với tôi về vấn đề của bạn. Tôi sẽ gợi ý về giải quyết cho vấn đề của bạn. Rồi sau đó bạn có thể đăng trực tiếp lên Facebook của tôi để nói rằng điều đó có thật hay không. Chào mừng các bạn. Rồi, tạm biệt và hẹn gặp lại. Đây là chương trình Cà phê Sáng, Cà phê NLP.